yếu. Này tới phòng 3 luôn này. Rồi ok, anh đo cho em, quay cho em xem cái hiện tại luôn. 199V này, cái này là mấy đang tắt? Dạ bên này em đang đo full 3 vùng nè. Và có vòng đôi luôn nha. Áp. Rồi, áp đang là 205 nè. Đây là chơi full 3 vùng có vòng đôi. Đó, ngay vị trí áp đầu ra ngay chỗ cái CB cấp. Giờ 190 mấy vôn thôi.